Tiếp theo sang đến hướng Bắc, xin mời anh Long. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì với hướng Bắc thì có cái giải độ đó là từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Thì như các anh chị đã biết đó là trong cái hướng Bắc thì gồm có ba sơn, đó là Nhâm, Tý và Quý. Và với năm Canh Tý năm 2020 thì do Nam Phương tọa vào Tam Sát, Hỏa Khắc, Kim, Đại Hung. Chính vì thế là lập hướng trong năm 2020 với cái hướng Bắc thì các anh chị tuyệt đối không làm. Tiếp theo là với cái vấn đề tu phương thì do năm sau năm 2020 Canh Tý thì Thái Tuế đáo vị và khẩu Việt thị phi. Thế nên là về cái vấn đề tu phương thì năm 2020 thì các anh chị cũng không thể làm được. Và tổng kết lại về cái hướng Bắc của năm 2020 thì về tu phương và lập hướng là đều không làm. Do đó các anh chị nào mà đang có cái căn nhà và dự định mình làm nhà trong năm sau năm 2020 và với cái nhà hướng Bắc này thì khuyên các anh chị là mình kể cả tu phương hay lập hướng thì đều không làm.